gì vậy? Muốn sống thì đưa hết tiền bạc ra đây. Tôi không có tiền, tôi không có tiền thật mà. Cậu ơi, tôi không có tiền. Ăn mặc sang trọng như vậy mà không có tiền hả? Tôi không có tiền thật mà. Không có tiền thì bắt người đòi tiền chuộc. Đừng làm vậy. Bắt ông lại cho tao. Đừng. Ê, mày làm gì? Em dạ. Mày hả mày? Buông ra. Buông ra. Làm gì vậy hả? Tụi mày làm cái gì vậy? Định chặn đường người ta, cướp người ta hả? Thanh niên trai tráng không lo làm ăn, nó chặn đường cướp của người ta hay sao vậy hả? Tụi mày muốn cái gì hả? Đại ca, ông chửi tụi mình kìa đại ca. Ông này đúng là ông chưa đi mưa, ông chưa biết lạnh đúng không? Đánh ông cho tao. Đừng mà Bơi ngươi nè. Mày đừng lại. Ông có sao không vậy? Bớt người ta. Ông có sao không? Con người. Bớt người ta. Con người. Con người. Sao đây? Con người đi. Con người. Tèo. Gì hả? Vô đây ngồi nhanh lên, nhanh lên. Ngồi xuống đi, lẹ lên. Gì hả? Nè. Wow. Canh gà luôn hả? Ừ. Ngon quá. Chắc Tèo bệnh hoài luôn để được ăn canh gà của Sen nấu hoài luôn quá. Nói nhỏ nghe nè. Hả? Cái này á. Rồi sao? Là đồ ăn trộm á. Hả? Đồ ăn trộm. Trời ơi, nói nhỏ thôi, chết hả? Bị vậy hoài, tôi ăn trộm hoài là tôi bị chết trước ông á. Biết chưa? Sen đừng sợ. Nếu mà Sen chết, Tèo sẽ chết với Sen luôn. Còn nếu như mà Tèo chết á, Sen vẫn sống vui vẻ. Gì kỳ vậy? Ăn đi, tôi đi ngủ. Ăn đi. Chết theo tôi đi tôi mới ăn. Giờ có ăn không? Chết theo tôi đi tôi mới ăn. Giờ có ăn không? Không á. Không ăn đem đổ. Ăn. Nhưng mà chết theo tôi á, nhớ. Hàng ngon không nè chị? Dạ, bó nè. Dạ, bó nào tôi nghe bó nào cũ à. Hơi chào. Lâu ngày quá, khỏe không? Khỏe. Đừng nói không nhớ tôi nha. Ủa mà xin lỗi nha. Không phải. Xin lỗi, nhầm người, không có gì đâu. Thì ra thằng Lo và thằng Xanh là một ruột với nhau. Giờ thì chắc cậu đã hiểu tại sao thằng Xanh lại bình yên vô sự rồi chứ gì. Sau việc này thì thằng Bình sẽ không tin thằng Lợi nữa. Đó là cái giá phải trả của những kẻ đã phản bội tôi. Vì không sợ nếu một ngày nào đó tụi nó biết chúng ta lừa tụi nó mà quay lại để đối phó chúng ta thì sao? Chị yên tâm đi, chị đừng có lo. Tôi thừa biết là mình phải làm gì mà. Chú Thời, sao tự nhiên nhậu có một mình vậy? Tôi ở có một mình thì nhậu có một mình chứ nhậu với ai. Mà sẵn có cậu tới đây nè, cậu nhậu chung với tôi cho nó vui nghe. Dạ. Để tôi qua lấy thêm cái chén. Lấy thêm cái chén nữa, rót rượu uống. Ê.
Rồi ngồi xuống. Hình như là cậu có chuyện gì hay sao mà cậu có vẻ buồn quá vậy? Lòng người thiệt là khó đoán quá chú à. Nhìn bên ngoài như vậy, nhưng cuối cùng riết rồi tôi cũng không biết tin ai nữa. Nhưng mà chuyện gì vậy cậu? Người mà tôi tin tưởng nhất lại đâm sau lưng của tôi. Nhưng mà rốt cuộc là chuyện gì? Cậu nói tôi nghe coi. Tôi vừa phát hiện ra một sự thật. Thằng Sanh và thằng Lợi bắt tay với nhau. Nó chứ khăm tôi chứ. Việc bà giao á, tôi làm xong hết rồi. Cho tiền tôi đi. Của cậu đây. Lần sau á, có cần gì bà cứ gọi tôi. Cảm ơn cậu. Chào bà. Phải công nhận á, dì Tư mần việc gì á cũng mau chóng và gọn lẹ thiệt đa. Muốn mần chuyện lớn thì phải dứt khoát và phải ra tay trước đối phương. Để coi lần này mày làm sao mà lấy lại lòng tin của thằng Bình. Mày phản tao thì coi như tự cắt con đường sống của mày. Cậu hai về rồi mở. Cậu hai về rồi. Sao? Cậu hai về rồi hả? Dạ. Cậu hai khỏe không con? Dạ. Cậu hai khỏe lắm bà. Trời ơi, vậy là tốt. Cảm ơn trời Phật đã phù hộ cho nó. Mở thấy không? Thuốc bổ, trái cây ha, đồ ăn này kia là cậu mua cho mở hết luôn á. Mở có thấy là cậu thương mở chưa? Thấy chưa? Cậu con là thương mở nhất trên đời luôn á. Thôi đi. Anh ta mà lo cho tôi, tại sao anh ta không tự đem qua đây? Mắc mới thì phải nhờ hai người đem qua vậy? Cậu con á hả, là tính là tự tay của mình xách qua cho vợ yêu. Nhưng mà cậu con bận quá. Chút nữa cậu qua sao ha mợ? Đúng rồi mợ, cậu là nhớ mợ lắm rồi. Muốn là mợ về ở với cậu á, muốn gia đình đoàn tụ á mợ. Kìa kìa, mợ, cậu tới rồi mợ. Chào má. Bà cả. Con chào má cả. Ừ. Gặp lại con mừng quá. Nè con biết không, trời đất ơi, từ hồi con mất tích tới giờ bà hai không ăn không ngủ, tối ngày cứ lo khóc vì con đó. Con xin lỗi đã làm cho mọi người phải lo. Thôi mình đi ra ngoài nói chuyện ha. Dạ. Má đi nha con. Đi ra ngoài. Biết rồi. Lên. Đi lẹ lên đi, cái gì mà để trong kia cho cậu với mợ tội tay tí với nhau. Ui. Nghe nói là em bị bệnh, khỏe lại chưa? Đỡ rồi, cảm ơn nha. Ủa, sao hai đứa nó như là hai bức tượng đồng vậy hả? Con thấy tình hình này là không ổn rồi đó. Con thấy không ổn phải không? Ừ. Được rồi, để tao. Ừ. Nè con, má có chuyện riêng muốn nói với thằng Sanh một chút. Dạ má. Từ thôi con.
Rồi, má ngồi đây được rồi. Lụa, Lụa, tới đây con. Nè, má, má con nói cái gì mà má thấy thằng Sanh nó có vẻ căng thẳng quá vậy? Dạ, con cũng biết. À, con biết nè. Sao, sao biết con? Cái gì? Chắc chắn là đang kể chuyện ma luôn. Ở dưới bếp á, bà Năm hay kể chuyện ma vậy lắm. Tào lao. Tào lao. Nghĩ sao vậy? Nghĩ sao ai cũng như Sang hết hả? Rồi sao? Thôi. Má cả, má có nghĩ chuyện của Lợi và Mai có gì đó không? Sao con nghĩ vậy? Lụa kể với con là định giết cô ấy để trả thù cho con của Mai. Vậy thì có khi nào đứa con đó không phải là con của con không? Ờ, má cũng nghĩ như vậy. Nhưng chưa có bằng chứng thì chưa kết tội được. Ngoài ra, bà Tư cấu kết với thằng Lợi, với con Mai, tìm đủ mọi thủ đoạn để hại gia đình mình. Ngay cả chuyện của má con là cũng do họ làm. Nếu mà như vậy, mình phải nói cho cha biết chứ. Không không con, đừng có bứt dây động rừng. Để chờ có bằng chứng cụ thể rồi lật tẩy cái đám cũng được mà. À, còn một chuyện nữa má quên kể cho con nghe. Chuyện gì má? Với tôi một chung đi. Rượu thì tôi không uống, nhưng mà tôi muốn nói chuyện về con Lụa với cậu. Cái gì? Lụa có chuyện gì? À, ai đó? Thì ra chính má Tư đã cho anh ta uống thuốc rồi đưa Lụa vào bẫy. Ừ, đúng rồi đó con. Hả? Sao rồi hai đứa? Mợ Hai sao rồi? Dạ, mợ Hai cũng khỏe hơn rồi. Hồi nãy cũng có cậu Hai với bà cả qua thăm. Ờ, vậy hả? Rồi, rồi mợ Hai có chịu về không? Con nghĩ cậu Hai chịu khó đi dài ba bận, chắc là mợ sẽ về. Cầu trời cho mợ Hai về sớm, đặng cho cậu mợ được đoàn tụ một nhà. Vắng mợ Hai, nhà này con thấy buồn sao á bà Năm. Đồ ăn này kia là cậu mua cho mợ hết luôn á. Mợ có thấy là cậu thương mợ chưa? Nè con. Dạ. Không phải dễ mà kiếm được một đứa như thằng Sanh đâu. Vợ chồng là cái duyên cái số. Vậy chứ vợ chồng nào, con thấy không, không có vợ chồng nào mà không cãi cự với lại hiểu lầm nhau. Cái chuyện là chuyện bình thường. Bây giờ con chỉ muốn sinh đứa nhỏ ra, nhà sống bình yên thôi. Chuyện con với anh Sanh con không muốn nghĩ tới nữa. Con nói được
nhưng mà con có mần được hay không? Trời đất ơi, cháu của ông hội đồng, dễ giàu gì mà ông để cho con nuôi, con nhắm con bắt nhỏ được không? Ủa, bà. Tôi pha trà sâm cho ông nè, ông uống đi cho nó khỏe. Ông à, bọn ông lại nghĩ tới thằng Bình nữa sao? Tôi đã gặp nó nói chuyện rồi, nhưng tôi thấy thái độ bình thản của nó khiến tôi đâm lo. Ông à, sao giờ ông chưa chịu đi ngủ nữa? Sức khỏe ông còn yếu, ông thức khuya như vậy không có tốt đâu. Tôi có việc cần bàn với bà cả. Ông à, từ giờ ông phải quan tâm đến thằng Bình nhiều hơn. Nhất cử nhất động của nó ông phải để ý. Ừ. Tôi sợ có người nhân cơ hội này xúi dục nó, kích động nó làm chuyện bậy bạ, khiến cái gia đình này càng rối ren hơn đó. Chị cả à, chị đúng là quá đa nghi mà. Nhìn ai á, chị cũng nghi ngờ hết, và chị không tin ai hết trơn. Tôi nghi điều gì là đều có căn cứ hết, chứ không phải tự dưng dựng chuyện lên nói bậy nói bạ đâu gì. Em đi ngủ trước nha. Ông à, ông thấy dì Tư dạo này có điều gì khác thường không? Vậy bà đang nghi ngờ bà Tư sao? Trời ơi, đại ca ơi, đại ca thấy chán không? Đáng lẽ bây giờ á, mình phải được sống trong vinh hoa phú quý rồi. Giờ coi nè, ba anh em có con khứa cá, phải chia ba nữa. Má nè, cũng tại thằng Xanh. Nếu như mà trước đây mình xử được nó, thì bây giờ ba thằng đâu có tệ hại như vậy. Đáng lẽ ra bây giờ phải là giàu sang phú quý rồi. Nói vậy được gì đâu, thấy bản thân anh kìa, cũng may là anh trốn thoát kịp đó. Ông ấy á, chết mất tiêu rồi. Người tới! Cứu tôi, cứu tôi! Có người tới! Tụi mày làm gì vậy? Đứng lên hết coi. Em sợ quá đại ca. Chứ vừa khô mà làm gì vậy? Trời ơi, giờ nghe tiếng động là hết hồn luôn đó đại ca. Cứ sống chui sống nhủi như vậy hoài. Đại ca, hay là bây giờ mình tìm chỗ khác sinh sống đi đại ca. Đại ca. Không được, tụi bay phải bình tĩnh. Bây giờ trước mắt phải học cách nhẫn nhịn, tìm cơ hội khác. Tao ở đây còn phải lo nhiều chuyện, mày hiểu không? Không có đi đâu được hết. Ôi, biết á là sống phải nhẫn nhịn, nhưng mà nhịn hoài, nhịn đói mấy bữa nay có được cái gì đâu đại ca. Đúng rồi đó đại ca, con miếng cá mà không dám ăn nữa đại ca. Nè, bây giờ mày qua mày tìm thằng Bình cho tao. Hả? Mày tìm nó, nói tao sẽ tới gặp nó, tao có chuyện muốn nói. Thôi, đi mình rồi lỡ bị gì sao? Ê, thôi. Hả? Mày đi đi, đi nhiều được thưởng nhiều á. Thôi, mày đi. Lần nào mày cũng đẩy của tao hết trơn. Mày... Tao nói mày đi đi. Đúng rồi đó đại ca. Đi đi. Dạ. Vậy thưa đại ca, em bảo trọng. Đi cẩn thận á, đừng để ai bám theo nha. Mày im đi.
Còn miếng ăn luôn đi. Mày không ăn tao ăn à? Ăn. Cậu Bình. Cậu ở đây. Chuyện gì? Cậu Bình, đại ca của em á nhắn với cậu là cậu á qua bển gặp ảnh. Cậu Bình, đại ca em nhắn cậu quá sớm chút. Thưa cậu em đi. Nè. Bộ cậu tính đi gặp thằng Lợi hả? Vậy cậu tính thì sao? Thật ra tôi cũng muốn gặp nó để hỏi rõ mọi chuyện. Cậu nghĩ coi, cái người mà muốn hại người khác, nhất là đâm sau lưng người, cậu nghĩ người ta có chịu thừa nhận hay không? Còn chuyện cậu quyết định đi hay không á, là tùy cậu. To gan thiệt. Bộ cậu không sợ thằng Bình nó nhìn thấy hay sao? Tôi đang cần một số tiền lớn. Bữa trước á, tôi đã giao cho cậu 20 lượng rồi còn gì. Nhưng bây giờ tôi cần gấp đôi. Bộ cậu tưởng tôi có thể in được tiền hay sao mà cứ đòi hỏi hết lần này tới lần khác vậy? Nếu như bà không đáp ứng được yêu cầu của tôi thì tôi sẽ cho cậu Bình biết sự thật về cái chết của má cậu Bình. Cậu nên nhớ, hiện nay mối quan hệ giữa cậu với con Mai vẫn còn nằm trong bí mật. Nếu như một ngày nào đó cả gia đình ông hội đồng biết được thì liệu cậu với con Mai có sống nổi hay không? Bất quá thì cô ta sẽ trở về nhà má của mình. Còn tôi xưa nay sống phiêu bạt quen rồi, bây giờ có sống như vậy cũng chả sao. Còn bà thì khác. Bà có được cuộc sống như ngày hôm nay đâu phải là dễ. Bây giờ bà thử nghĩ đi. Nếu như cậu Bình và ông hội đồng biết được sự thật về cái chết của bà Diệu, bà sẽ như thế nào? Họ có tha thứ cho bà không? Lúc đó bà còn sống được trong cái ngôi nhà đó nữa không? Bà là người thông minh, tôi tin là bà biết được điều gì có lợi cho mình. Mày đã bất nghĩa với tao thì đừng có trách tại sao tao lại bất nhân với mày. Ông kìa bà. Hả? Ông ơi, ông sao vậy? Ông bị sao vậy nè? Hả? Tôi bị cướp. Con mau mau đưa ông vô nhà đi con. Dạ. Trời ơi, ông có bị làm sao không? Trời ơi, sao vậy nè? Cũng may là có ông Thời ông cứu á, nếu không á thì tôi chết trong tay tụi nó rồi. Sen à, đem thao nước lên cho bà con. Dạ. Trời ơi, làm gì có cái chuyện mà trùng hợp dữ vậy. Ông à, có khi nào á cái ông Thời đó ổng cho người chặn đánh ông
rồi ra tay anh hùng cứu ông không? Chứ ông nghĩ coi, ông với lại ông Thời là tình địch với nhau, ghét nhau không hết nữa, sao mà cứu nhau được? Hay là ông Thời này ông đang có cái âm mưu gì đây? Nè, vì đừng có mà suy diễn lung tung nghĩ qua cho người tốt đó ra. Bình thường tôi thấy chị cả đa nghi lắm, sao tự nhiên hôm nay chị từ bi dữ vậy? Chứ không phải là có người sợ gì hay được vinh quang trở về, cho nên mới du quan cho người ta như vậy. Chị nói rồi tôi mới nghĩ, chắc là có người muốn đưa chị hai về nhà này, cho nên phải nghĩ ra một cái kế, mà kế này phải thâm sâu và cao tay lắm mới làm được chị cả à. Thôi, cái nhà chưa có đủ rối sao mà hai bà cứ cãi nhau hoài vậy? Tèo à, Tèo. Dạ. Dạ, ông kêu con. Nè, mày chạy ra chợ á, mua thuốc rồi đem qua nhà ông Thời cho tao. Dạ. Nè. Dạ. Gửi ổng thêm một số tiền để ổng mua đồ ăn tẩm bổ. Dạ. Dạ, sao còn đứng đó? Dạ. Ông Mần vậy phải đó. Tôi thấy tôi sợ ông nhân từ quá, rồi coi chừng bị trúng bẫy đó nghe. Quán thù nên cởi, không nên thắt. Ông à, để tôi đưa ông vô phòng nha. Tụi bay có gặp trực tiếp cậu Bình không vậy? Dạ có. Em nói đúng theo lời đại ca nói rồi mà. Được rồi, tụi bay đi về đi. Dạ. Khỏe chưa? Cảm ơn cậu, tôi cũng đỡ rồi. Đây nè, có thuốc và ít tiền ông hội đồng gửi cho ông. Cậu về cậu nói với ông hội đồng là cho tôi cảm ơn nhiều lắm nghe. Nhưng mà cái này cậu cầm về đi, tôi không nhận đâu. Đây là phần mà ông đã được nhận. Những gì cần tôi đã nhận rồi, tiền này cậu mang về giùm tôi đi. Thôi được rồi, vậy tôi mang cái này về. Nhưng mà ông nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Cảm ơn cậu. Tôi về á. Thôi tôi về nha. Ông cũng là một người tốt. Bà hai quả là không lấy lầm người. Ê, ông hội đồng đúng là một người đàn ông chân chính. Từ xưa tới tận bây giờ, tôi luôn có lỗi với bà. Đồ giả tạo, giả nhân giả nghĩa.
Tôi tự trách mình, tại sao lúc đó tôi không đủ bản lãnh để cãi lại gia đình, để cho bà phải sống khổ sở lang thang như vậy. Khi gặp lại má con của bà, tôi chưa kịp mừng vui thì bà gặp nạn qua đời. Sao bà không cho tôi một cơ hội để bù đắp cho bà chứ? Không phải, ông đã đồng tình với bà hai và bà ba đốt chết má tôi sao? Vậy mà ông còn dằn vặt cái gì chứ? Bây giờ tôi lại không dạy dỗ được thằng con duy nhất của chúng ta. Tôi thật là tệ. Thằng Bình, nó càng ngày nó càng ngang bướng, nó xa cách tôi. Tôi rất muốn là giao hết sự nghiệp cho nó với thằng Sanh quản lý, nhưng nó làm tôi buồn quá bà ơi. Tôi không dạy dỗ được thằng con của chúng ta, tôi có lỗi với bà. Xe qua kia, xe kéo về nha cô bác ơi. Rồi tránh đường. Cậu Bình. Nè, có chuyện gì mà cậu uống nhiều dữ vậy? Chú, làm với tôi một chung đi. Tôi mới đi thăm mộ má của tôi, thì tôi gặp ông hội đồng, ông cũng có mặt ở đó. Cậu nghe ông tâm sự với má cậu hả? Ừ. Sao chú biết vậy? Thì nhìn thái độ cậu thì tôi đoán được thôi. Nè, ông hội đồng á, theo tôi là người tốt. Có lẽ là giữa hai người chưa hiểu nhau lắm nên mới vậy thôi. Tôi tin một ngày không xa, cha con cậu sẽ thuận thôi. Mà nè, vết thương của chú đã đỡ chưa? Cảm ơn cậu, tôi cũng đã đỡ nhiều rồi. Tại cậu chưa có con cho nên là không hiểu được đâu. Chứ cha mẹ nào cũng thương và muốn con mình trưởng thành, trở thành người nối nghiệp mình cả. Chú, giữa một đứa con mất tích mấy chục năm vừa mới nhận, và một đứa sống bên cạnh ổng suốt ngần ấy năm, thì liệu rằng tình cảm của cha mẹ có thương hai đứa đồng đều không hả chú? Không. Không, không bao giờ đồng đều được. Họ chỉ coi cái đứa mới nhận là cái trách nhiệm của họ phải bù đắp cho nó thôi. Không, cậu lầm rồi. Đã là con á thì con nào cũng như nhau hết. Thông thường á, cha mẹ thường muốn bù đắp cho đứa con mới nhận nhiều hơn, bởi vì thời gian qua nó đã quá nhiều thiếu thốn tình cảm lẫn vật chất rồi. Quá nhiều lầm lỡ rồi, liệu có muộn màng không khi con làm lại từ đầu? Liệu rằng mọi người có tha thứ và chấp nhận cho con không hả chú? Nếu một người mà biết nhận sai và thay đổi thì không có gì muộn màng hết. Nè, uống đi.
Không có mày, tao sẽ dễ đối phó với thằng Sanh hơn. Ủa, má Tư, tôi có chút chuyện riêng muốn nói với cô. Có chuyện gì vậy má Tư? Sao má không nói luôn đi? Thằng Sanh nó nhờ tôi đưa cho cô cái này. Má Tư à, cái này là cái gì vậy? Thì cô cứ mở ra đọc đi rồi sẽ biết. Sở dĩ thằng Sanh nó nhờ tôi đưa cho cô là vì nó không muốn phiền tới ông hội đồng và bà cả. Nó muốn chỉ có cô và nó giải quyết chuyện này. Mà cô cũng đừng quá ngạc nhiên hay đau lòng, bởi vì thằng Sanh hiện giờ đang rất là hạnh phúc với lại con của ông hội đồng ở cùng bên. Bởi vậy cho nên nó mới quyết định muốn thôi cô. Đó là điều đương nhiên. Dân. Bà ơi, mở hai. Mở hai mà có sao không? Đúng là hắc ám mà, tự nhiên lại xuất hiện đúng lúc này chứ. Chú ơi, dạ. Mau. Mở hai. Dạ. Cẩn thận mở hai. Mở hai ơi. Đi chú. Dạ. Mở hai bị sốc nên ngất đi. Vậy đứa nhỏ có sao không thầy? Hiện tại thì không sao, nhưng tốt nhất thì mọi người không nên để cho mợ hai bị sốc như vậy lần nữa. Nếu không sẽ rất nguy hiểm và ảnh hưởng đến cả mẹ lẫn con. Dạ, cảm ơn thầy. Khi nào mà mợ hai tỉnh dậy thì cho mợ hai uống cái này. Dạ. Dạ, cho tôi gửi thầy. Tôi cảm ơn thầy nhiều. Dạ, cảm ơn bà. Chào bà, tôi về. Dạ, để tôi tiễn thầy. Chị cả, chị có biết chuyện chi xảy ra với con Lụa không? Tôi nghĩ chuyện này chắc là do cô ta làm ra, chứ không ai khác. Thưa bà, việc bà nhà tôi điều tra tin tức của thằng Lợi tôi đã làm xong. Còn chuyện gì nữa không? Còn một việc rất là quan trọng, tôi muốn cậu phải thực hiện thật là tốt. Việc gì vậy bà? Dạ. Cậu phải đưa nó về đoàn tụ với ông bà. Được. Tốt. Đây, tiền của cậu. Cảm ơn bà.
muội à. Dạ. Những chuyện bà dặn á, con đã nhớ hết chưa? Dạ con nhớ rồi, con đi làm liền. Ừ. À. Dạ. Khoan đã, bà nhờ con hỏi cho bà cái này một chút. Con đi tìm cái người viết cái đơn ly hôn này. Dạ. Và hỏi cho ra cái người thuê viết là ai. Dạ. Kêu thằng Tài Cẩu nó tìm cho nhanh. Dạ. Bà đoán á, là chỉ ở vòng vòng khu chợ thôi. Dạ. Cái tội mạo danh người khác, cái tội chia rẽ vợ chồng người ta là sẽ ở tù mọt gông đó. Dạ thưa bà con đi. Ừ. Má con mới qua. Ngồi đi con. Con Lụa bữa nay á, nó không có được khỏe, chắc không có nói chuyện gì được đâu con. Cô ấy chỉ muốn tránh mặt con. Con xin phép má con về trước. Ừ. Má nhớ chăm sóc Lụa giùm con. Khi khác con qua con thăm. Dạ chào thầy. Mời cô ngồi đi cô. Ừ, dạ hôm trước á, tôi có nhờ thầy viết tờ giấy ly hôn. Xin thầy giữ bí mật chuyện này giùm tôi nghe. Tôi cảm ơn thầy nhiều. À, tôi gửi thầy chút đỉnh tiền bồi dưỡng. Cảm ơn thầy. Cảm ơn cô. Ê, chị đi đâu vậy chị cả? Đang làm cái gì đó. Còn lời nào để nói nôn gì Tư? Chị... Dạ thưa chị, em cũng vì thằng Sanh, vì cái gia đình này nên em mới mần như vậy. Chị cũng thấy rồi đó, thằng Sanh nó vì con Lụa mà phải bệnh hoạn, rồi nó bỏ bê công việc. Nó cứ như vậy thì tương lai của cả cái gia đình này sẽ thế nào hả chị? Dì thử nghĩ coi, nếu ông hội đồng biết chuyện này á, thì địa vị của dì trong lòng ổng như thế nào? Mà liệu ông có chấp nhận một người có giả tâm như dì ở trong nhà hay không? Đừng gì cả. Em xin chị, chị đừng có nói chuyện này cho ông hội đồng biết. Cùng là phận đàn bà với nhau, em xin chị nghĩ tình. Bấy lâu nay chị em mình ở chung nhà, em xin chị bỏ qua cho em lần này. Em hứa với chị là từ nay sắp tới em không có mần bất cứ chuyện chi để cho chị phải phiền lòng như vậy nữa. Được rồi, để tôi coi thái độ sắp tới của dì ra sao. Dạ, em cảm ơn chị cả. Đi con. Dạ. Ủa, con chào má cả. Ừ. Má ngồi đi. Con ngồi xuống đi. Con khỏe chưa mà ra ngồi đây vậy hả?
Má uống nước đi má. Ừ. Con cũng khỏe nhiều rồi. Ừ. Chuyện vừa rồi á, chỉ là cái bẫy của dì Tư á, bày ra hại thằng Xanh thôi. Chứ thằng Xanh á, nó không phải là người như vậy đâu con à. Thôi kệ đi má. Dù sao thì con với anh Xanh cũng có còn gì đâu. Ừ. Thôi con hết thương nó rồi á, thì má cũng không ép. Chuyện tình cảm mà, làm sao ép buộc được hả con? Nhưng mà Thằng Xanh nó má, bộ có chuyện gì hả? Chuyện này á, nó có liên quan đến thằng Xanh. Má không nói ra chắc có lẽ tốt hơn con à. Má, anh Xanh anh bị làm sao vậy? Má nói cho con nghe với. Con không còn thương thằng Xanh nữa, thì có lẽ biết chuyện này con cũng không ảnh hưởng nhiều đâu ha. Thôi thì má nói cho con nghe. Thầy thuốc nói thằng Xanh nó bị bệnh nan y. Chắc là nó không qua khỏi đâu con à. Tại sao anh bị bệnh? Tại sao nó bị bệnh vậy má? Tại sao lại như vậy được má? Con đã hết tình cảm rồi thì con cũng đâu có bị ảnh hưởng gì nhiều đâu. Con buồn bằng chi? Lẽ ra má không nói cho con nghe, nhưng mà má nói cho con biết rồi đó. Nhưng mà con đừng có nói cho mọi người biết nha. Nói và mọi người mà biết á là sợ lắm đó con. Nghe không con? Thôi má về đây. Dạ má về. Con nghỉ ngơi cho khỏe đi. Má về ha. Bà uống nước. Bà, lúc mà bà nói chuyện vụ cậu Hai bị bệnh á, con thấy lo, con sợ mợ Hai khi mà nghe chuyện này á, chắc mợ Hai sốc lắm á. Lỡ mà xảy ra chuyện gì sao bà? Bà đã lường trước hết rồi. Dạ. Cái tính khí của mợ Hai á, thì con biết rồi đó. Phải dạ. Dùng biện pháp mạnh. Mà cái cách này á, thì hơi mạo hiểm, nhưng mà bà nghĩ sẽ có kết quả đó. Dạ. Má. Ừ? Má tới nhà lụa rồi sao rồi? Cô ấy nói sao hả má? Thì con cứ đợi đó đi. Một thời gian rồi đâu sẽ vào đó hết à. Thiệt vậy hả má? Ừ. Nhưng mà má nói cách nào mà hay quá vậy? Chuyện của con lụa là má xử lý xong rồi. Nhưng còn phần con á, là phải làm theo những lời má dặn. Nghe chưa? Dạ. Đó kìa. Đây nè. Mấy người làm gì vậy? Tao được lệnh đến đây, đưa mày về chỗ mà. Tụi bay nói gì vậy? Nhầm người rồi. Cậu cả nhà ông Hội Đồng Thanh nói mày là kẻ phản bội nên phải bị trừng trị. Chém đi tụi bay. Chém đi. Đi theo. Chạy theo. Đứng lại. Đứng đó đi. Theo nó đi. Đứng theo chưa? Thank you.
Nói chạy nhanh quá vậy mày? Giờ sao đây ca? Mày ngu quá mày. Phải tìm được nó, giao sát cho bà Tư mới nhận được tiền, phải không đại ca? Ừ, tụi bay chia nhau tìm đi. Bay, có người. Mau lên. Đỡ lên. Lẹ lẹ đi. Ừ. Đi con. Tôi đã làm xong việc. Tiền đâu? Xong rồi hả? Xác của nó đâu? Cứ yên tâm, nó bị thương nặng lắm, không thể nào sống nổi đâu. Chắc chắn nó không thể sống, nó phải chết. Tốt. Nè, tiền của cậu. Chào ba. Mợ, có cậu hai ở nhà không? Dạ có. Tư má con mới tới. À hờ. Con sao rồi? Sức khỏe sao? Con ăn uống gì chưa con? Dạ. Sen à. Dạ. Con vô con phụ bà Năm bằng công việc đi. Dạ. Ừ. Còn con Muội á, vô kêu cậu ra đây. Dạ. Lại mắt coi. Nè, sáng giờ con ăn uống gì chưa? Dạ con. Em tới lâu chưa? Em mới tới. Anh sao rồi? Anh không sao. Em phải chăm sóc sức khỏe của mình đó. Ăn uống cho nhiều vô, để tốt cho em và cho con nữa. Em xanh xao ốm yếu lắm, phải nhớ nghe chưa. Ăn uống cho nhiều vô, để mà còn có sức lo cho con mình sau này. Đừng có lo cho em nữa. Anh cũng phải khỏe để còn nhịn con lớn lên mỗi ngày nữa chứ. Chắc là anh không có được phần phước đó rồi. Anh xin lỗi vì không thể chăm sóc cho mẹ con em như đã hứa trước đây được. Không có đâu. Còn có em, còn có con ở đây nè. Không có chuyện đó đâu. Anh cảm thấy bây giờ
anh rất là lẻ loi, nhưng mà cũng đáng thôi. Trước đây anh đã khiến cho em phải giận, không thể nào tha thứ cho anh được. Cuộc sống của anh chắc không kéo dài được bao lâu nữa. Vì vậy em đã nói rồi, còn có em, còn có con nữa. Anh có sao không vậy? Anh không sao. Thôi vô nhà đi em, đứng ngoài này gió mai lắm. Cái giỏ của em kìa. Kệ nó đi. Phải lấy chứ làm để sao mà bỏ cậu, được. Con sắp cho. Cảm ơn con. Dạ. Đừng giết tôi. Đừng giết. Lợi. Lợi. Buông tôi ra. Không phải tôi. Lợi. Lợi. Đừng giết tôi. Buông tôi ra. Ra. Lợi. Lợi. Con tỉnh rồi hả? Tí nè. Tí nè. Tí nè. Tía nè, con tỉnh rồi. Tía. Bây lâu rồi tía ở đâu? Tía. Sao tía không tìm con? Chuyện của tía nó dài dòng lắm. Ông có sao không vậy? Ông bị sao vậy bà? Đưa ổng vô trong đi con. Dạ. Bà ơi, thuốc nè bà. Đưa đây con. Cũng nhờ bà cả cứu sống tía, rồi xin với nhà chùa cho tía tá túc ăn ở đây nè. Cái mạng của tía bây giờ mới còn sống. Rồi bây giờ lại cũng chính bà cả đã cứu con. Con ơi, cha con ta mang ơn bà cả lớn lắm đó con. Dạ, thì ra là vậy. Ê, có thiệt là hả Tèo nghe ông Lợi bị người ta đánh chết không vậy? Đúng rồi, ông bị một nhóm người lạ mặt á hả, đánh dữ luôn, tới bây giờ không biết sống chết ra sao luôn. Mà nghe nói á là con của mụ ba chưa có chết,
nhờ mợ hai bảo bọc, rồi bà cả sắp xếp gửi cậu nhỏ vô chùa cho an toàn. Thấy chưa, người ta tốt như vậy á mà mợ ba còn nghi ngờ là mợ hai giết con mình mới tức chứ. Vô đây gì? Đứa nhỏ này mất tích rồi. Tại sao bà với con lỗ lẽ ở đây? Thật ra bé Tịnh được một người tốt bụng lượm về nuôi, sau đó đưa cho má con lụa nuôi giùm. Tôi muốn giữ an toàn, cho nên tôi dặn dì Hai với con lụa phải giữ bí mật này đó. Thì ra là vậy. Nè Mai, trước đây tôi đối xử quá bạc với chị, vậy mà gia đình chị vẫn thương xót con trai của tôi. Tôi thật sự có lỗi với chị quá. Thôi đi, chuyện đã qua hết rồi, cô đừng có nhắc lại nữa. Dù sao thì bé Thịnh nó cũng kêu tôi bằng má, tôi phải có trách nhiệm lo cho con của tôi chứ. Má con tôi biết ơn chị nhiều lắm. Đồng đủ quá. Ngày hôm nay là ngày họp mặt của gia đình. Tại sao chị Hai lại có mặt ở đây? Chị đâu có còn là người trong gia đình này nữa đâu. Là tôi đưa dì Hai về đó. Sao lạ vậy? Người đã bị đuổi đi rồi, hà cớ chi chị lại mang về nhà làm cái chi nữa? Lý do họp mặt mọi người hôm nay là phải có mặt của dì Hai, tại vì dì Hai có liên quan tới chuyện ấy. Mọi người trong nhà đã có mặt đông đủ hết rồi, vậy có chuyện gì á chị nói đi chị. Sen à. Dạ. Con xuống á mời khách đi con. Dạ. Tha cho em. Sen à. Dạ. Mời thêm khách đi con. Dạ dạ. Anh Lợi ơi, anh bị sao vậy? Sao mặt mũi anh như vậy hả anh? Anh có sao không anh? Anh không sao hết. Anh ơi, con của mình nè, con của mình nè anh. Con Mai. Con nói sao? Bé Thịnh là con của thằng Lợi hả? Chuyện như vậy là sao? Hả? Ông à, chuyện con Mai để tính sao đi. Cậu à, cậu nói có chuyện muốn nói. Bữa nay đông đủ hết mọi người nè, cậu cứ kể hết ra đi. Dạ thưa bà, tôi thật sự rất có lỗi với cả nhà của bà. Ý cậu là? Thưa bà, tôi muốn cậu đưa một người về nơi an nghỉ. Ai? Là bà Diệu. Ê, quăng lên. Trời ơi, đi. Sao?
Má tôi chết cháy là do bà Tư sai cậu đốt nhà. Vậy còn bà Hai và bà Ba? Rồi cậu còn nói với tôi là chính cha của tôi đã ủng hộ cho bà Hai và bà Ba làm chuyện đó mà. Cậu, chuyện này là sao? Cậu hả? Cậu nghe tôi nói đã. Thật ra mọi chuyện không liên quan tới hai người đó. Thật ra là bà Tư lợi dụng cậu để hãm hại tất cả mọi người ở trong nhà. Còn chuyện của ông Thời và bà Hai cũng là do âm mưu của bà Tư. Thì ra là bà, đúng là con rắn độc mà. Tại sao bà lại hại má tôi? Bình tĩnh lại đi. Anh bình tĩnh lại đi. Tôi xin để cậu ấy nói hết, rồi từ từ chúng ta giải quyết sao cũng được mà. Cậu ơi, tôi xin cậu, cậu tha cho tôi. Vì một phút nông nổi, tôi không suy nghĩ nên tôi mới hành động như vậy. Tôi xin cậu tha cho tôi đi. Tôi sẽ giết bà. Bình, bình tĩnh đi Bình. Cũng chính bà Tư là người đã dẫn lối cho tôi và Mai khi cậu Hai lạnh nhạt với Mai. Trời ơi, con biết chuyện con Mực là không thể nào tha thứ được, cho nên con xin phép cha và má cho con ẩm bé Thịnh về nhà cha má con ở. Sự bắt đầu giữa con và anh Sanh đã là một sai lầm. Con sẽ làm giấy ly hôn để trả anh Sanh lại cho chị Lụa. Thôi được, nếu con đã nói vậy thì cha má cho con được tòi nguyện, không truy cứu chuyện trước đây nữa. Ông à, ông Mận vậy phải đó. Dù gì á, chúng ta cũng sắp đón đứa cháu thật sự của chúng ta rồi. Thôi thì mình tích chút phước đức vậy cũng tốt ông à. Sẵn đây con cũng xin nói luôn chuyện anh Cả và chị Lụa. Thật sự hai người không có cái gì hết, tất cả là do má Tư gài bẫy thôi. Anh Sanh à, chị Lụa là một người vợ hiền chung thủy đó anh. Tất cả là tại bà. Con à, bà ta đâu rồi? Con à, bà ta đâu rồi? Bình à, con ơi. Bình à, bà ta đâu rồi? Bình tĩnh lại đi cậu. Buông ra. Bình tĩnh lại đi con. Cậu à, buông ra coi. Cậu à, bà phải chết với tôi. Ơi, cậu à, lại. Bình, bà Quang Nghiệt, đúng là Quang Nghiệt mà. Bà đứng lại đó. Bà đứng lại đó. Bà đứng lại đó. Bà đi đâu vậy? Hả? Bà đi đâu? Tôi có việc, tôi phải đi. Tại sao? Tại sao bà lại hại má tôi? Tại sao? Tất cả cũng tại má con cậu. Nếu không có sự xuất hiện của má con cậu thì kế hoạch trả thù của tôi đã được suôn sẻ rồi. Cũng tại má con cậu xuất hiện làm gì? Xuất hiện làm gì hả? Tại sao nhiều người khác mà bà không chọn, bà lại chọn má của tôi chứ? Hả? Tránh đâu cho tôi. Bà đứng đây đó. Hôm nay bà phải trả lời cho rõ, tại sao bà giết má tôi? Tại sao? Hả? Cậu định làm gì? Cậu định làm gì tôi? Cậu bước tới, tôi không tha cho cậu đâu. Không tha, không tha bà làm gì tôi? Bà giết tôi à? Hôm nay tôi phải giết bà. Tôi phải giết bà. Tại sao bà giết má tôi? Bà trả lời đi. Hả? Bà ngồi dậy, trả lời cho tôi biết tại sao bà làm vậy hả? Bà đừng có xạo với tôi. Hả? Bà đừng có xạo với tôi. Bà trả lời cho tôi biết đi. Hả? Trời ơi, tụi bay bắt anh ta vậy? Thả tôi ra. Thả tôi ra đi mà. Thả tôi ra. Bà, sao bà lại mần như vậy? Tôi chịu lấy ông, chủ yếu là tôi chỉ muốn chiếm gia tài
để trả thù gia đình của ông tôi. Tại sao chứ? Tại sao chứ? Ngày xưa mẹ của ông đã đẩy gia đình tôi vào hoàn cảnh hắc nghiệt, khiến cha mẹ tôi phải chết. Từ đó mà cuộc đời tôi lão đạo lận đận. Thì ra bà chính là con của ông Tá Điền, có vợ là Đào Hát ở bên kia sông đó sao? Trước đây tôi thấy má tôi bất lộc, hà khắc với Tá Điền. Tôi không đồng tình nhưng không dám cãi lại. Khi bà ấy mất, tôi tiếp quản sự nghiệp của gia đình. Tôi không hà khắc với Tá Điền nữa, coi như là chuộc lại lỗi lầm của má tôi. Bấy lâu nay tôi yêu thương bà, tôi mang lại cuộc sống sung túc cho bà, vậy mà cũng chưa bù đắp được nỗi oán hận trong lòng bà hay sao? Bà ơi, bà thù hận chỉ khiến cho mình thêm đau khổ mà thôi. Rốt cuộc bà được gì? Cuối cùng bà được gì? Suốt một thời gian qua, tôi đã để hận thù lòng tham làm mờ đi lý trí của tôi. Tôi gây ra nhiều chuyện có lỗi với gia đình của ông như vậy, có tha thứ cho tôi không? Tôi tha thứ hết cho bà. Bà, bà. Lúc đầu tôi cứ tưởng chính cậu là người đã sai, người để đánh tôi, giết hại tôi. Nhưng không ngờ đó lại là bà Tư. Bà thật độc ác. Thật ra tôi với cậu đều là con cờ trong tay bà ta mà thôi. Đúng là ác giả ác báo. Trước đây tôi tiếp tay để giết chết mẹ của cậu, thì bây giờ cậu chính là người đã tiếp tay giết chết con của tôi và Mai. Nhưng cũng may là thằng nhỏ phước lớn bạn lớn, nên bây giờ vẫn còn sống. Ở trong đây một ngày dài cũng như một năm vậy. Nhưng dù gì cậu cũng còn có gia đình, có một người cha luôn hết lòng yêu thương cậu. Thì cậu cũng vậy mà. Cậu cũng còn có Tí cậu, Mai và cả bé Thịnh nữa, cũng đang chờ cậu về đó. Chính vì vậy tôi cần phải sống tốt hơn, để cho người thân của mình không còn phải sống khổ vì tôi nữa. Dạ chào. Mời anh ngồi. Dạ, mời dạ. Anh ngồi. Dạ. Dạ. À, hôm nay tôi mời anh Thời tới đây á, thì trước là cảm ơn anh vừa rồi đã cứu mạng tôi. Dạ. À, và chung vui với gia đình tôi một buổi tiệc nho nhỏ, gọi là gia đình tôi sum họp sau bao nhiêu sóng gió. Với tôi xin lỗi anh, cái việc mà tôi nghi quan giữa anh với bà Hai đó tôi đã biết hết rồi.
Sẵn đây thì tôi cũng xin lỗi, trong thời gian qua tôi đã làm cho hai người bị thiệt thòi. Và Tài Tiến, xin lỗi anh. Dạ. Dạ, mời anh. Dạ. Dạ, mời cả nhà. Dạ. Nếu ông hiểu vậy là tôi vui lắm rồi. Những chuyện vừa rồi một phần là cũng nhờ bà ba cho người âm thầm báo tin cho tôi, cho nên tôi mới biết mà hỗ trợ mọi người đó chứ. Vậy là má ba vẫn tiếp tục đóng vai phản diện ngầm, thật là xuất sắc. Không, nhưng mà nhắc tới người có công á, là công này á phải là thuộc về chị cả, vì chị đã nghĩ ra cái kế này đó. Ủa mà mợ ba đâu sống thấy vậy cậu hai? Tôi đưa thằng Thịnh với cô ấy trả về nhà cổ rồi. Tôi thấy mình thật là may mắn khi được các bà vợ biết chia sẻ cùng tôi. Lụa, sao mọi người đang vui vậy mà sao em lại buồn? Tự nhiên em sợ anh bỏ má con em quá. Con nói vậy là sao hả Lụa? Anh ơi, trước sau gì mọi người cũng biết bệnh tình của anh, hay là anh nói cho cả nhà biết để chuẩn bị tâm lý đi anh Sanh. Yên tâm đi, anh không có bệnh gì đâu, cho nên anh sẽ không bao giờ bỏ mẹ con em. Là sao? Anh nói gì vậy? Thật ra đó là kế của má cả, nếu mà anh không làm như vậy thì làm sao mà em chịu về với anh được. Trời, vậy là mọi người gạt con đó hả? Dễ thương quá chị. À dạ, à dạ. À. Nữa hả con? Chéo con hoài à. Anh nữa nha, làm cho người ta lo muốn chết à. Giá như hôm nay có thằng Bình thì gia đình này sẽ đầy đủ hơn. Ông à, rồi nó sẽ về với chúng ta mà. Ông, bà tính á, là sau bữa tiệc này á, bà sẽ trở lại chùa đó ông. Tôi biết bà muốn sống yên tĩnh, cho nên tôi cho người xây cho bà cái tịnh thất. Bởi vậy không ai hiểu bà bằng ông hết á. Ở với ông mấy chục năm, đây là lần đầu tiên ông làm tôi cảm động nhất đó. Ông à, sẵn đây tôi muốn xin phép ông cho tôi theo chị cả cùng nương nhờ cửa Phật, để cho tâm hồn yên tĩnh. Vậy là bà cũng bỏ tôi đi sao? Không phải, trải qua bao nhiêu sóng gió, tôi cảm thấy là mình cần một nơi yên tĩnh, thanh tịnh, để cho tâm hồn mình nó được thanh thản đó mà. Ông cho tôi tọa nguyện nghe. Nếu bà đã quyết thì tôi không cản. Cảm ơn ông. Sang nói đi. Ăn một miếng đi chị hai. Ông nói đi. Tèo. Dạ. Hai đứa con có chuyện gì muốn nói phải không? Nói cho mọi người nghe đi. Dạ dạ, Sang nè ông, Sang có chuyện muốn nói. Cái ông. Gì vậy Sang, nói đi. Dạ dạ đâu có, Tèo muốn mà ông. Nè, hai đứa muốn nói gì á thì lên trước nè, thưa với ông, nhanh đi. Đi. Lên đi con. Cái mặt dạ. Thằng này kỳ vậy ta. Cái gì vậy con? Gần gần đây nè. Thắc mắc gì con cứ nói ông đi con. Dạ. Nói đi. Chàng ơi, hai đứa này có nói thôi mà cũng lâu nữa. Dạ dạ, vợ chồng con thưa ông,
Thưa bà cả, thưa bà hai, thưa bà ba. Thôi ở đây có gì mày thưa hết đi, thưa luôn mấy đứa này luôn đi. Nói cái gì thì nói đi, con trai gì kỳ vậy? Dạ, con thưa cả nhà. Ừ, cho nó gọn. Dạ thưa ông, lần trước á, ông có hứa là ông tác hợp con với em Sen nè. Dạ, lúc đó là con chưa có đủ tiền để chuộc thân. Bây giờ là con đủ tiền rồi. Con muốn thưa với ông với cả nhà mình luôn là cho con cho tụi con chuộc thân ông ha. Cái gì? Thấy chưa? Nãy tôi nói rồi, tôi kêu Sen nói đi mà Sen không cho chịu. Tôi dám nói, Tèo nói mà còn bị chửi kìa. Cái gì chuột? Dạ, ông ơi. Ông ơi. Hồi đó ai kêu ông hứa tụi con chi? Tao có hứa phải không? Dạ, có. Ông hứa mà. Tao giữ lời. Hả? Đứng lên. Là sao ông? Thì tao giữ lời, tao hứa cho hai đứa bay tác hợp với nhau. Tác hợp cho hai đứa bay. Hai đứa bay không phải đi đâu hết. Ông nói thiệt. Nè, ông đã cho con một miếng đất ha, rồi hai đứa dựng nhà ở đó mà sống gần với ông. Đừng có đổi ơn ông. Đừng có đổi ơn ông. Ông lần này là con với Sen về nhà là Sen gì? Mình lấy đất sét á. Ừ, sao? Mình nặng tượng. Ai nặng? Hai đứa mình nặng luôn. Nặng tượng. Tượng ai? Vậy tượng của ông á. Hả? Ông là người ơn của tụi con mà, tụi con để lên thờ luôn. Chết cha mà chỉ thờ. Dạ tụi con đợi ơn ông. Tụi con đợi ơn ông. Đứng lên. Mời anh. Dạ mời ông. Mọi người ăn cơm. Dạ, mời mọi người ăn cơm. Thank you.